Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm mát cái hồ kính của hamster hoặc là hồ Mica của hamster vào mùa nóng. Thì chúng ta có thể làm mát hồ hamster bằng cách là mình lót cát sang, gỗ nén hoặc là cát tấm. Ngoài những cách đó thì mình cũng có một cách để mình cũng tham khảo một số trang trên mạng cá nhân, mình làm theo và thấy nó cũng có hiệu quả nên mình chia sẻ lên cho các bạn xem. Thì trước hết là chúng ta phải chuẩn bị một cục nước đá như thế này. Cái này là một hũ mình đã đổ nước vào và mình để tủ lạnh cho nó đông thành một cục nước đá. Rồi các bạn bỏ vào hồ cho cái hơi lạnh của từ cục đá này nó tỏa ra hồ kính, làm cho cái hồ hamster nó mát. Để đừng có cho mà nó ướt cái mùng cưa này thì bạn cho một cái dĩa hoặc là cái chén gì đó cao cao một tí rồi bạn để vô. Các bạn hồ kính của các bạn bự thì bạn lấy cái hũ hoặc là cái keo dừa bự bự bạn để vô. Còn hồ nhỏ thì các bạn có thể lấy cái chai nước bạn để nước vô rồi đông đá là cũng được. Để vậy rồi chừng nào mà nó tan nước ra hết thì các bạn lấy ra rửa sạch cái hũ này rồi để tủ lạnh tiếp. Để tủ lạnh cho nó đông lại. Khi nào nó đông mình lấy ra. Cách này sử dụng rất là hiệu quả cho mùa nóng như là mùa hè thế này. Và sử dụng cho hiệu quả nhất là cho hồ kính. Đây mình có ví dụ một cái hồ kính và hồ Mica hoặc là thùng. Các bạn có nuôi thùng nhựa đồ á thì mình nên sử dụng cách này. Nó sẽ tránh cho các bé hiện tượng bị sốc nhiệt hoặc là nóng quá dẫn đến tử vong. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng cách này cho hồ cho lồng cũng được. Lồng thì nó cũng mát luôn. Mát hơn. Và các bạn kết hợp với lót mùng cưa thì các bạn lót ít thôi, lót một lớp mỏng thôi. Còn và tốt nhất là nên xài cát sang với gỗ nén. Cách này cũng đơn giản. Mình chỉ hướng dẫn sơ qua vài cách vậy thôi. Chúc các bạn thành công.